Rồi, xin mến chào các bạn. Chào mừng quý vị anh chị và các bạn đã đến với kênh Bảo Tồn TV BTTV. Đó, kênh mới mà, nên là lời giới thiệu các bạn nghe cũng hơi lạ. Nhưng không sao, mới rồi dần nó sẽ quen các bạn. Thì ngày mới bắt đầu, Bảo Tồn TV xin được gửi lời cảm ơn chân thành và nồng nhiệt nhất đến toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo của kênh mình hôm nay. Chia sẻ với các bạn hôm nay là thứ tư ngày 25 tháng 11 năm 2020 các bạn. Hồi sớm giờ thì đi mua bò. Đó thì mua tổng quan được 3 em sale rồi. Đó, đứng mỗi nơi mỗi em đó. Ăn uống thì tốt lắm các bạn. Bò trong huyện mình thì bò khô khô không này, nên là ăn uống rất là tốt. Đó, thì hôm nay làm cái video này chia sẻ niềm vui với các bạn một xíu. Đó thì cái kênh YouTube của mình mới vừa làm ra đây. Thì đoán đâu đó mình làm chưa tới 10 cái video các bạn, chưa tới. Thì giờ xem và lượng sub đã đủ, gần đủ. Còn chỉ thiếu là 50 người cuối cùng để mình đạt cái điều kiện của YouTube là 4.000 giờ xem và 1.000 sub. 4.000 giờ xem thì đủ cách đây 4 ngày rồi. Đó. Khoảng cỡ mình làm khoảng cỡ 6 ngày 7 ngày là đủ 4.000 giờ xem rồi các bạn, vì là những video mình up lên ăn đề xuất rất mạnh. Và cái kênh Bảo Tồn TV này ăn đề xuất cực kỳ mạnh. Vì là chia sẻ với các bạn là hai kênh YouTube mình làm trước, kênh Tồn TV và cái kênh Bảo Tồn Vlog á, là hai kênh đó là hai kênh thương hiệu chứ không phải là kênh chính. Đó. Nhưng mà hai kênh đó mình làm lên á là cái kênh Bảo Tồn và kênh Tồn TV á, là nó ăn cái từ khó với nhau. Đó. Và cái kênh chính mình tạo ra cuối cùng này, đó, thì theo luật hiện hành của YouTube thì mỗi cá nhân chỉ được một kênh chính và hai kênh thương hiệu. Đó. Hay còn gọi là một tài khoản chính và hai tài khoản thương hiệu. Đó thì chia sẻ với các bạn là hai tài khoản thương hiệu thì mình tạo trước, mình làm trước và đã xét duyệt kiếm tiền hết rồi. Đó. Còn cái tài khoản chính này, kênh này chính là cái kênh chính và cái kênh mình phát triển sau này. Đó. Thì làm lên ăn đề xuất của hai kênh chính rồi. Quý vị anh chị và các bạn cũng biết mình quá rồi, nên là đăng ký kênh rất là nhiệt tình và xem video ủng hộ mình cực kỳ nhiệt tình và ăn đề xuất rất là mạnh. Nên là nhân tiện trong cái video xếp đủ điều kiện bật kim tiền, thì mình cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả những quý vị anh chị đã đăng ký kênh, đã theo dõi những kênh YouTube của mình trong thời gian qua. Đó, thì chia sẻ với các bạn trong video này thì mình chia sẻ với các bạn là có phải làm YouTube nhiều kênh là nhiều tiền hay không. Hoàn toàn không phải nhiều kênh nhiều tiền các bạn. Cái kênh bán là nhiều view mới nhiều tiền, nhiều lượt xem mới nhiều tiền. Đó, chứ còn nhiều kênh thì không nhiều tiền các bạn. Nhiều kênh thì các bạn phải ra video liên tục thì mới có tiền được. Đó, nhưng mà mình nói chung á, làm nhiều kênh để sau này khi mà các tài khoản thương hiệu họ mình nó bị dừng một trong hai kênh nào đó thì mình còn cái kênh chính để mà mình dự trù. Đó, nên là hai tài khoản thương hiệu thì mình làm ok rồi, xem rồi. Đó, còn cái kênh chính này thì chia sẻ với các bạn mình sẽ cố gắng phát triển và cũng rất mong quý vị anh chị và các bạn theo dõi kênh, ủng hộ mình nhiệt tình. Thì hiện tại số lượng sub thì bây giờ là 950 người, 951 người đến thời điểm hiện tại mình quay video này. Đó thì nếu mà quý vị anh chị và các bạn nào mà xem được cái video này đó thì đăng ký kênh nhiệt tình ủng hộ mình. Còn 50 người cuối cùng ủng hộ mình để đủ điều kiện của YouTube là 1.000 sub. Còn giờ xem thì mình đủ cách đây 3 ngày rồi. Đó thì mình rất thích làm những video cái cuộc sống hàng ngày của mình để lưu giữ khoảnh khắc. Đó thì đặc biệt là mình đam mê về cái con bò, nên là mình cứ đi quay bò, những con bò đẹp, những mô hình chăn nuôi. Và thỏ chí đam mê của mình là lưu giữ những khoảnh khắc để sau này có về già thì những cái video này nó còn mãi theo thời gian, khi nền tảng YouTube vẫn còn. Thì sau này con cháu rồi của mình, nói chung là xa xưa hơn nữa, là biết tới mình ở ngày xưa mình làm những công việc nó như vậy. Và lưu giữ cái tuổi trẻ, cái thanh xuân của mình, đó là những khoảnh khắc đẹp và không bao giờ có thể quay lại được. Đó. Vậy nên nếu mà ai có niềm đam mê chung với YouTube, muốn tạo những cái khoảnh khắc riêng cho mình, YouTube là một nơi để mà lưu giữ khoảnh khắc,
thì cứ tạo kênh và làm đó. Thì chia sẻ với các bạn làm YouTube đúng hướng, và nếu mà làm YouTube bài bản có đầu tư thì chia sẻ với các bạn rằng thu nhập mang lại thì cũng đủ, hoặc là nếu mà may mắn hơn đó, may mắn hơn thì có thể cải thiện được cái cuộc sống đó các bạn đó. Thì chia sẻ với các bạn là mình làm YouTube đến nay nữa là cũng hơn 2 năm rồi đó. Thì tạo dựng cũng cố gắng gầy dựng thì cũng được hơn 2 kênh đó. Thì kênh này là kênh thứ 3, và 2 kênh kia thì nói chung là hoàn thiện ok rồi đó, mọi thứ là ổn và hoạt động bình thường đó. Còn một số bạn thì vào cứ một số người không hiểu, nói làm thì không quảng bá, không truyền thông. Mình làm YouTube mình không vào một cái nét nào hết các bạn, nên là mình không có quảng bá truyền thông cái kênh của mình. Nếu như kênh của mình mà mình vào nét thì nhờ nét họ chạy kênh á, thì chia sẻ các bạn thì lượt view lượt xem thì nó cũng khá là nhiều. Nhưng mà mình không có thích vào nét vì là nó rất ràng buộc. Nét thì phải ra video thường xuyên thì nói mình có thu nhập thì nét mới có thu nhập. Và những cái kênh mà nét họ build lên á thì đảm bảo rằng bạn phải chạy theo nét và làm theo một cái bản hợp đồng riêng đó. Còn mình thì mình không thích ràng buộc, và mình muốn tự mình gầy dựng được bao nhiêu thì ăn bao nhiêu, chứ cũng không muốn vào nét. Và có rất nhiều nét mời mình tham gia những cái tham gia cái hợp đồng vào network để build kênh YouTube của mình lên đó. Thì những kênh YouTube mà mình làm trước đây thì cũng mấy 10.000 sub. Nói chung là kênh tự nhiên sub tự nhiên lên, không build không kéo, mà nó được như vậy là cũng nhờ tất cả quý vị anh chị và các bạn đó, đã theo dõi kênh, đã quan tâm đến cái mảng đề tài mà mình làm nên là mới được như vậy. Chứ thật sự ra nếu mà bình thường thì làm về chủ đề không đúng với cái sự quan tâm của quý vị thì cũng khó mà lên một kênh tự nhiên mà lên được mấy 10.000 sub đâu các bạn đó. Rồi thì trong cái video này thì chia sẻ sơ sơ một xíu về cái cuộc sống hàng ngày như vậy, và cũng mong được sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị anh chị và các bạn đó. Thì sáng nay quay về cái vấn đề chính là sáng hôm nay mình bắt được mấy con bê kia đó. Thì buổi trưa up lên trên kênh Tùng TV á thì cũng bán hết rồi xem. Và chia sẻ với các bạn là số lượng người mà quan tâm đến cái dòng bê nền này, bê Angus nền để nuôi sinh sáng lâu dài đó, rất là nhiều đó. Thì bây giờ mình quay lại hình ảnh mấy con bê đó để cho các bạn xem sơ sơ và chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Nếu mà ngồi nói chuyện với các bạn mà cầm cái máy quay như thế này thì hơi mỏi tay đó. Để mình đổi cái hướng máy quay một xíu, mình quay cho các bạn xem đó, để các bạn hiểu cái cuộc sống của mình hơn và hiểu cái công việc của mình làm hơn đó nhé các bạn. Rồi theo dõi ba cái con bê của mình, và ai chưa xem ba con bê này hoặc là quan tâm đến ba con bê này giá cả mình bán ra nó như thế nào thì xem hết video, đồng thời đăng ký kênh của mình á, ủng hộ mình còn 50 người nữa cho đủ cái số lượng sub mà YouTube đề nghị để mình sớm bật được kiếm tiền kênh. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi xem ba con bê mình bắt hồi sáng này nó như thế nào nhé, và giá cả mình bán ra nó như thế nào, có hợp lý hay không. Rồi bắt đầu. Rồi các bạn, thì chia sẻ với các bạn là ba con bê này á thì hồi sáng mình làm lên kênh Tùng TV rồi, khả năng là những người theo dõi kênh thì cũng đã xem được đó. Thì con này là con nhỏ nhất đó, giá 16 triệu chẵn đó. Thì con này thì chia sẻ với các bạn là Angus thuần, và nó còn nhỏ tháng, nó còn đang bú 5 tháng rưỡi các bạn, nhưng mà chân cánh to, bê rất đẹp. Và chia sẻ với các bạn là có ông anh ở trên công tâm ông chốt hết ba con luôn đó. Thì ngày mai mình bằng cái công việc đi xem và mua bò, có một số bò nữa người ta bữa trước xem rồi đó, không bán rồi, bữa nay chịu bán. Thì ngày mai mình đi xem mua đó, thì chưa chớ được, ngày mốt mới chớ cho anh đó ở trên công tâm đó. Con đầu tiên, con thứ hai, con đôi đó, con đôi thì 7 tháng đó, 7 tháng của anh Wood mà ăn sao mà nó tốt ăn lắm các bạn, về thứ gì nó cũng ăn được hết, ăn bụng hồi nào tròn quay hết. Con nhỏ kia thì còn ù vì là nhớ mẹ, còn bú, còn hai con lớn đó thì thôi
ăn suốt ngày và không nhớ mẹ đồ gì nữa hết, ok luôn á. Đó, thì con này chia sẻ các bạn 20 triệu. Đó, anh Quốc Thuần, chân cánh to, vú đều, cong đuôi bự. Đó, 20 triệu. Còn con này thì nó to nhất mà giá nó gần rẻ nhất. Nó giá con này nó hơn cái con ba, cái con nghi nhỏ kia một xíu thôi các bạn, hơn con nghi nhỏ kia. Con này racing, vú rất là to. Đó, con này bán giá 16 năm, bán đủ cạo. Ba con như vậy. Và ngày mai thì mình đến nhà đôi, mình chăm một ngày nữa. Thứ nhất là cho cái con nhỏ kia nó bớt ù, bớt la đi. Đó, thứ hai nữa là cái ngày mai mình đi bắt mấy con bò ở dưới quê. Đó. Rồi đó, chờ ba con mà nó ổn định hết rồi mình chở lên cho ông anh ở trên công tâm. Đó, ba con như vậy. Giá về tới anh là 52 triệu 500, và công khai trong cái giá tiền của kênh Tùng TV là 52 triệu 500. Nếu ai mua ba con thì bớt 500 nghìn. Đó, thì mình chở về tới công tâm, mình không bớt anh 500 nghìn, nhưng mà mình bớt cái tiền vận chuyến từ đây về tới công tâm. Đó, bớt ba con như vậy, miễn phí vận chuyến về cho anh vẫn 52 triệu 500, ba con như vậy. Rồi đó, chia sẻ với các bạn rõ ràng chi tiết như vậy. Đó, làm sơ sơ cái video như vậy để các bạn tham khảo, chia sẻ cuộc sống hàng ngày để các bạn hiểu mình hơn. Đó, rồi kênh này là kênh mới, còn 50 người cuối cùng là mình đủ điều kiện. Nếu mà bà con quan tâm tới cuộc sống hàng ngày của mình thì đăng ký kênh nhiệt tình ủng hộ mình cho đủ số lượng sắp nhé. Đó, mình cũng xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn cả nhà rất rất nhiều. Đó.